Người đàn ông này có tên là James và đang bị một đám cướp truy đuổi. Tuy chỉ có một mình nhưng anh vẫn điềm tĩnh giả vờ trúng đạn mà dừng xe lại. Một tên cướp chưa trải sự đời đã mắc mưu phi ngựa qua chiếc xe hàng của James. Anh lập tức ra tay bắn vỡ mồm tên đầu tiên. Đám cướp thấy thế càng điên cuồng đuổi theo, nhưng James có thùng hàng phía sau đỡ đạn cũng không ngán bố con thằng nào. Anh liền quay lại bắn cho tên gần nhất lên bàn thờ. Đám cướp biết James không phải dạng vừa nên đã thúc ngựa đi tấn công theo hướng khác. James thấy thế liền xuống xe lấy khẩu súng săn của mình ra tiếp chiến. Rất nhanh đám cướp đã quay lại giao chiến trực diện với James. Rất tiếc James đã tiễn tên tiếp theo lên bàn thờ bằng một phát đạn duy nhất. Hai tên còn lại biết mình đã chơi ngu nên lập tức bỏ chạy. Nhưng James quyết không để đám giang ác này hại đời thêm một ai nữa. Bergen cùng Thomas đã chứng kiến toàn bộ trận đấu súng nên đến hỏi thăm James. Họ khuyên James không nên lấy ngựa của đám cướp vì băng đảng của chúng sẽ nhận ra lũ ngựa và trả thù. Như vậy James gửi lời cảm ơn rồi thả chúng ngựa đi. Sau đó anh vào thị trấn thuê khách sạn để đón gia đình mình. Khi vừa đến khách sạn James bị hai tên giàn cảnh bóc túi. Biết ví tiền của mình đã mất nên James lập tức đập vỡ mồm tên bao con. Tên đồng bọn còn lại thấy thế đã lập tức bỏ chạy. James nhận ra đó mới là kẻ ra tay nên liền rút súng bắn gục hắn ta tại chỗ. Thế là James đã lấy lại được ví tiền của mình. Còn tên móc túi thì bị người dân trong thị trấn treo lên bàn thờ ngay tại chỗ. Lúc này Bergen cùng Thomas cũng đến chỗ đoàn người nhập cư Pháp. Họ muốn đội an ninh của Bergen hộ tống họ đến Ozi gần để khai hoang và tạo dựng cuộc sống mới. Bergen yêu cầu người phiên dịch của đoàn người nhập cư là Joseph phải bán toàn bộ bò của họ để mua ngựa. Phi đoàn người nhập cư toàn bộ theo đạo nên họ không sử dụng súng. Cho nên Bergen thu mỗi gia đình 300 đô cho chuyến đi vì ông cần thuê thêm người bảo vệ. Sau đó Bergen đến gặp Ennis cùng quay ở nhà hàng để thuê họ hộ tống, với một cái giá phải chăng và hứa hẹn sẽ cho cả hai đi tàu lửa khi trở về nhà. Ennis cùng quay đã đồng ý. Tại đây Bergen cũng bắt gặp James đang ăn binh chi linh. Biết James cũng muốn đến Ozi gần nên Bergen muốn thuê James tham gia hộ tống. Tuy nhiên James đã từ chối vì anh còn bận bảo vệ gia đình. Thấy thế Bergen khuyên James nên suy nghĩ lại, dù gì đi chung với đoàn người vẫn tốt hơn. Đến tối, James đợi sẵn ở bến tàu để đón gia đình của mình. Cô con gái Elsa rất vui mừng khi gặp được bố. Cô vợ May cùng cậu con trai Sir Ben cũng nhanh chóng xuất hiện, đi cùng là người chị gái cửa lai cùng cô cháu gái Maggie. Sở dĩ cả gia đình của James tập trung tại thị trấn này là để đi đến phía tây tìm vùng đất mới khai hoang lập nghiệp. Sau đó James đã đưa cả gia đình về khách sạn, cô chị gái cửa lai cùng cháu gái Mary ở một phòng riêng. Elsa cùng Sir Ben ở phòng giữa, còn James với cô vợ cửa lai ở phòng cuối dãy hành lang. Khi mọi người đã ngủ say thì một tên béo cậy cửa phòng của Elsa, tên này rất chuyên nghiệp nên nhanh chóng bẻ được khóa. Hắn ta liền leo lên giường của người đẹp, nghe được tiếng động Elsa đã tỉnh lại. Cậu em Sir Ben vẫn đang ngủ say nên cô chậm rãi quay người lại. Tên biến thái đã đợi sẵn và bắt đầu giở trò đồi bại với Elsa. Cô nhanh tay chọc vào mắt tên biến thái rồi la hét ôm Sir Ben bỏ chạy. Tuy nhiên tên biến thái đã nhanh chóng đuổi theo túm Elsa trở lại. Elsa liền dùng hết sức vào mặt tên biến thái. Nhưng sức của một cô gái nhỏ bé không là gì so với tên to con. Hắn liền đánh Elsa gục ngã rồi đè lên người cô. Khi tên biến thái vừa ngồi xuống thì James đã xuất hiện bắn vỡ đầu tên gian ác. Elsa xinh đẹp lập tức chạy đến chỗ người mẹ May. Còn đám cao bồi nghe tiếng súng đã chạy ra hóng hớt. Sẵn tiện đây James phát súng lên đe dọa đứa nào đụng vào gia đình bố thì xác định khiến đám cao bồi chạy mất dép. Sáng hôm sau, Bergen bắt đầu phổ biến kiến thức sinh tồn cho đoàn người di cư Pháp. Họ phải biết cách phòng chống các loài rắn cùng cây độc cũng như tìm nguồn nước. Một lát sau James đến tìm gặp Bergen. Sau chuyện hôm qua anh quyết định gia nhập đoàn người di cư đến Ozi gần cùng Bergen. Tuy nhiên James không nhận tiền công, vì nếu có gì bất ổn anh sẽ lo cho gia đình trước. Thế là đoàn người di cư liền chuyển ra vùng ven thị trấn để tập cắm trại cũng như sinh tồn trong chuyến đi. Gia đình của James đã đến trước để hướng dẫn cho những người Pháp, nhưng một ngày trôi qua đã có rất nhiều người đau bụng vì uống nước ở sông mà không đun sôi. May cùng Elsa tốt bụng đã đến chỉ cho họ phải đun sôi nước. Sau đó James đến gọi Elsa đi lừa bò cùng mình vì thiếu người. Trước đó Bergen cũng đã thuê một đội hỗ trợ. Vì đàn bò hoang ở xa nên hai đội lùa bò phải đi mất nửa ngày đường mới tìm ra chúng. Thế là cả đội nhanh chóng chia ra lùa đàn bò về hướng cắm trại. Elsa tuy là một cô gái nhưng kỹ năng cưỡi ngựa lùa bò không thua kém bất kỳ ai. Thấy thế một anh da đen liền đến gửi lời khen để được Elsa chú ý. Elsa sinh vào thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 1883. Năm nay cô 17 tuổi nên đã cảm thấy ngại ngùng trước những lời tán tỉnh. Ông bố James thấy Elsa thẫn thờ liền chạy đến bên cô. Vì trời đã sắp tối nên ông muốn Elsa chuẩn bị thức ăn, ngày mai họ sẽ tiếp tục đưa đám bò về chỗ cắm trại. Sáng hôm sau, một đám trẻ trâu đã tiến đến trại của May. Tên béo trong đó đã hỏi dò xem các cao bồi hộ tống đang ở đâu. May khuyên đám này nên trở về nhà bú thêm sữa mẹ vì chồng của cô đang sắp về. Biết các cao bồi đã rời đi, đám trẻ trâu mạnh dạn thúc ngựa ra sông để bàn bạc gì đó. Cô lại biết bọn này không có ý tốt nên đã ném đá đuổi chúng đi. Tên béo bị ném đá trúng đầu lập tức quay trở lại vật ngã cờ lai xuống đất. Joseph thấy thế liền vác gậy khô máu nhưng bị đồng bọn của tên béo rút súng chấn áp, còn tên béo cho Clyde vài đấm vừa tiện thể muốn nướng củ khoai. Đúng lúc này May rút khẩu shotgun ra và uy hiếp,
Nếu mày dám làm gì thêm thì bà sẽ bắn vỡ sọ. Joseph thấy thế liền vác điếu cày ra đập vỡ mồm tên béo. Những người nhập cư khác cũng giúp một tay dạy dỗ đám trẻ trâu. Tuy nhiên khi bọn chúng nổ súng thì tất cả mọi người đã bỏ chạy. Đám trẻ trâu nhanh chóng củng cố đội hình. Sau đó chúng nổ súng bắn vào tất cả mọi người để trả thù. Không may là con gái của Clyde cùng nhiều người di cư đã trúng đạn. Sau đó đám trẻ trâu lập tức rời đi vì sợ các cowboy trở lại. Khi đám trẻ trâu rời đi, Mai chạy đến ôm cậu con trai Sven của mình. Nhưng Clyde không may mắn như vậy, bởi vì cô con gái Mary đã ra đi mãi mãi. Đến chiều, các cowboy đã đưa đàn bò trở về. Thanh niên F.A.N.X tranh thủ cơ hội thúc ngựa qua chỗ Elsa để lang liếm. Anh ta muốn Elsa cởi nón ra để xem cô đẹp đến nhường nào, vì nếu Elsa quá đẹp thì Ennis sợ không có cửa. Nghe vậy Elsa đã bật cười và cởi nón ra. Thanh niên F.A. thấy Elsa quá đẹp nên đứng hình 5 giây rồi thúc ngựa chạy mất dép. Đúng lúc này James cùng bờ gian thúc ngựa rời đi vì thấy đoàn người di cư đang chôn cất những cái xác. Elsa cũng trở về và nhìn thấy người dì Clyde đang khóc sướt mướt trước thi thể Mary. Cô liền đến bên gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người dì của mình. Còn bờ gian cùng Thomas sẽ vào thị trấn để tìm đám trẻ trâu nên muốn James đi theo để phụ một tay. Vì cháu gái của mình đã chết nên James liền đồng ý. Một lát sau, cả nhóm dẫn thêm Joseph đến phòng cảnh sát trưởng Jim để báo cáo sự việc. Vì từng là đồng nghiệp nên Jim quyết định giúp bờ gian một tay. Nếu đám trẻ trâu đó vào thị trấn thì chắc chắn chúng sẽ đến quán bar. Cảnh sát trưởng liền chốt phương án tác chiến rồi đưa cho James một chiếc huy hiệu cảnh sát để phòng điều bất chắc. Thomas hỏi mình có chiếc nào như vậy không thì bị Jim chửi sấp mặt. Jim nói nhiệm vụ duy nhất của Thomas là chỉ mặt đám đầu môi đó. Sau đó bốn cảnh sát cùng bốn cao bồi đi đến quán bar. Khi bước vào trong, Joseph liền chỉ mặt tên béo lúc sáng cho Jim. Thấy tên béo, Jim đã biết toàn bộ đám của chúng là ai. Jim liền tiến đến chỗ tên béo và hỏi sáng nay hắn ta làm gì. Tên báo sợ xanh mặt trả lời sáng nay em chỉ, chưa nói hết câu thì Jim đã cho hắn ta ăn kẹo đồng. Đồng bọn của tên báo đứng dậy chống cự thì bị các cao bồi còn lại tiễn lên bàn thờ. Jim tiếp tục hỏi Joseph đang run như cầy sấy rằng còn ai nữa không. Mãi lát sau, Joseph mới lấy lại được bình tĩnh rồi chỉ nuốt tên còn lại. Thế là Jim tiến đến tiễn tên trẻ trâu lên bàn thờ. Cảnh sát trưởng tuyên bố với tất cả mọi người trong quán bar rằng nếu dám hổ báo trong thị trấn thì sẽ được tặng một cái kết viên mãn. Nói dứt câu thì cảnh sát trưởng đã rời đi. Còn tất cả những người khác trong quán bar đều nhìn nhóm của bờ gian với ánh mắt bất thiện. Thế nên bờ gian thông báo cho James rằng phải rời đi vào sáng mai vì ông không muốn bị những người ở đây nhớ thương. Sáng hôm sau đoàn người di cư đã phải xuất phát sớm hơn dự kiến khi chưa chuẩn bị đủ mọi thứ. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn là bị đám trẻ trâu khác để ý. Không ngờ trong lúc mọi người rời đi, Clyde đã quyết định tự đăng xuất khỏi trái đất sau cái chết của cô con gái. James chỉ biết đau lòng chôn cất cho chị gái mình mặc dù đã hết lời khuyên ngăn trước đó. Elsa khi nghe tiếng súng cũng ngoảnh mặt lại nhìn người dì của mình lần cuối. Thì ra 7 người con của Clyde đã chết giống như Mary, nên một phần nào đó Elsa cũng hiểu được sự lựa chọn của dì mình. Cứ thế đoàn người di cư tiếp tục lên đường, nhưng trong chuyến hành trình đã có nhiều người chết vì bị xe ngựa đụng, sói tấn công, hay rắn cắn, vân vân và mây mây. Sau đó Thomas đã bắt gặp một người phụ nữ đang khóc cùng cậu con trai, thấy thế anh liền đến hỏi thăm. Cô ấy có tên là Nami và chồng đã chết vì bị đám trẻ trâu lần trước bắn. Thấy thế Thomas liền gửi lời động viên và hứa sẽ giúp Nami vượt qua hành trình này. Đội trưởng bờ gian cũng biết hoàn cảnh của Nami nên đã đem củi đến giúp cô chuẩn bị bữa tối. Tuy nhiên tất cả thức ăn của Nami đã bị cướp nên cô không còn gì để nấu nướng cả. Thế là bờ gian dẫn giữ yêu cầu Nami chỉ mặc kẻ cướp. Khi đến nơi, đội trưởng đã vả vỡ mồm tên chủ mưu không thương tiếc. Thomas cũng đấm vỡ mồm một tên và ép hắn phải trả lại đồ cho Nami. Nhưng tên này vẫn chảy cối không trả và nói Nami chỉ là một người di gan. Thomas liền giận dữ nói mày trả hay là ăn đấm. Sau đó bờ gian chặt gãy xe ngựa của hai tên cướp và loại chúng ra khỏi đoàn. Ông còn tuyên bố bất cứ ai ăn trộm sẽ gặp cái kết như vậy. Tối hôm đó, hai tên bị ăn đòn đã kích động đoàn người di cư loại nhóm của bờ gian khỏi hành trình. Nhưng Thomas kịch liệt phản đối vì tất cả sẽ không thể sống được nếu thiếu sự bảo vệ. Bờ gian cũng nhanh chóng xuất hiện và nói thằng nào muốn loại bố. Ông liền đi đến chĩa súng lên đầu tên chủ mưu và rủ hắn solo. Tên này khi thấy bờ gian đã sợ tè ra quần chứ đừng nói là solo. Hắn ta bắt đầu khóc lóc và xin bờ gian tiếp tục cho mình đi theo. Bờ gian biết tên này đã học được bài học nên cho hắn ta thêm một cơ hội cải tà quy chính. Ngày hôm sau cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình. Thomas cũng đi chung xe với Nami để chỉ cô lái xe ngựa. Còn Elsa thì vẫn đùa bò cùng Ennis, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Dần dần hai người đã có tình cảm hơn và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Vào một đêm trăng cao, Elsa đã trao cho thanh niên F.A. nụ hôn đầu tiên của mình. Nói chính xác hơn thì đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Ennis. Đang cao trào thì ông bố James đã xuất hiện. Biết con gái đã lớn nên James khuyên Elsa nên cẩn thận trước những lựa chọn của mình. Bên này Nami ngủ dậy thì thấy Thomas đang canh giữ cho cô. Rất cảm kích với hành động của anh da đen, Nami đã mời Thomas ăn tối cùng mình. Có lẽ Nami đã cảm nắng trước những hành động của Thomas. Còn Thomas là người da đen nên cũng không dám có mơ mộng gì với một cô nàng xinh đẹp như Nami. Nhưng Nami không quan tâm đến điều này và nói cả hai sẽ có một khởi đầu mới ở một nơi mới. Một lát sau khi nước sông rút bớt,
James dẫn vợ cùng con trai vừa sông trước mọi người. Sáng hôm sau, Bran thức dậy đã thấy James yên ổn ra thất phía bên kia dòng sông. Thế là Bran trở về thông báo cho cả đoàn chuẩn bị vừa sông. Không ngờ đoàn người di cư của Joseph lại đem theo rất nhiều vật dụng không cần thiết. Bran giận dữ yêu cầu phải dỡ chúng xuống, còn nếu không trong lúc vừa sông chết ông sẽ không chịu trách nhiệm. Đứng trước lựa chọn sinh tử, đoàn người di cư đành phải bỏ đi những thứ yêu thích. Sau đó James đã mắc dây thừng ở sông để mọi người bám theo nó đi qua. Những chiếc xe ngựa cũng vừa sông ngay sau đó. Bất ngờ trong lúc vượt sông thì xe ngựa của Thomas lại gãy bánh và bị dòng nước cuốn trôi. May mắn Joseph cùng vợ đã bơi ra khỏi đó. Sau việc này Joseph đến chỗ Bran xin sự giúp đỡ, vì chiếc xe bị cuốn trôi chính là xe chở lương thực của tất cả bọn họ. Đến đây Bran giận dữ trách mắng tại sao lại dồn tất cả vào một chiếc xe mà không chia ra. Joseph cay đắng đáp mọi người phải làm vậy là để bảo vệ thức ăn vì có kẻ ăn cắp. Nghe vậy Bran đã nổi giận và yêu cầu Joseph chỉ mặt tên ăn cắp, trước khi đi ông không quên gọi theo James. Rất nhanh ba cao bồi đã tìm đến chỗ tên ăn cắp. Joseph yêu cầu hắn ta phải trả lại thức ăn vì tất cả mọi người đang chết đói. Nhưng tên đó nói mình không liên quan gì cả. Thấy vậy mọi người xung quanh đều tố cáo hắn đã cướp đồ ăn và yêu cầu trả lại. Joseph không nói gì nữa mà tiến đến lấy lại đồ ăn của mình. Tuy nhiên tên béo chỉ một cái hất tay đã đẩy Joseph ra xa. Tiếp đó hắn ta đấm vào mặt Joseph. Thấy chồng mình bị đánh nên Alita liền đập cái chảo lên đầu tên béo. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên. James chậm rãi tiến đến và vào mồm kẻ ăn trộm từng phát một. Sau đó anh lấy lại thức ăn cho mọi người, còn Bran thì hỏi Joseph còn ai ăn trộm không để ông xử nốt. Joseph liền chỉ nốt tên còn lại. Thế là Bran trả lại số tiền 300 đô đã nhận từ hai tên trộm để chúng tự sinh tự diệt. Nếu chúng bám theo thì đích thân Bran sẽ tiễn chúng về chỗ ông bà. Cùng lúc này quay đang chăn bò thì phát hiện một đống than chưa tàn gần đó. Quay lập tức trở về báo tin cho James cùng Thomas đến kiểm tra. Thông qua dấu vết xung quanh, họ biết có 6 tên vừa rời khỏi đây. Một lát sau Bran cũng chỉ huy đoàn người di cư rời đi. Còn gia đình của hai tên ăn trộm thì phải ở lại nơi hoang vắng vì quyết định óc cờ hó của chúng. James thì chạy đến thông báo cho Elsa có đám cướp ở gần đây nên cô phải về với đoàn xe gấp. Tối hôm đó, Elsa cùng đội lùa bò đã ngủ cùng đoàn xe. Khi mọi người say giấc nồng thì Elsa đến gặp Emmett để chém gió. Sau vài tuần quen biết, cả hai đã chính thức yêu nhau và bắt đầu làm chuyện 9x2+. May tỉnh dậy không thấy con gái đâu thì đã ra ngoài kiểm tra. Tìm kiếm một hồi bà phát hiện cô con gái đang làm chuyện ấy mà tan nát cõi lòng. Bên này tên béo ăn trộm đang làm nhiệm vụ canh gác. Bất ngờ hắn ta lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa nên vác súng đi kiểm tra. Nhưng rất tiếc đám cướp đã xuất hiện phía sau khiến tên béo phải đăng xuất. Tiếp đó đám cướp gian ác bắn chết toàn bộ phụ nữ cùng trẻ em. Sáng hôm sau James đã thấy đám cháy từ hướng của tên béo ăn cắp. Đúng lúc này Elsa đến thông báo với bố rằng cô sẽ kết hôn cùng Ennis. Biết Ennis đã đánh cắp sự trong trắng của con gái nên James đã nổi giận tặng cho Ennis hai đấm vào mồm. Thay thế Elsa liền cản bố lại và nói cả hai đều yêu nhau thật lòng. Ennis cũng không trốn tránh mà tuyên bố sẽ chăm lo cho Elsa. Nghe vậy James cũng không thể làm gì hơn. Ông yêu cầu Ennis phải chăm lo kỹ cho Elsa nếu không sẽ bị vỡ mồm. Còn Bran biết đám cướp đã giết nhóm của tên béo nên quyết định tương kế tự kế. Thomas cùng vợ sẽ đóng giả thành người bị bỏ rơi để dụ bọn cướp xuất hiện. Clyde sẽ chỉ huy đoàn xe rời đi trong lúc nhóm cao bồi mai phục đám cướp. Rất nhanh đoàn xe cùng đàn bò cũng rời đi theo dự kiến. Đám cướp thấy chỉ còn một chiếc xe ở lại đã muốn động thủ ngay thay vì chờ đến trời tối. Khi đoàn xe đi khuất tầm nhìn thì đám cướp bắt đầu động thủ. Nhưng chúng không biết rằng James cùng team cao bồi đang phi ngựa trở lại bằng đường sau đồi. Thomas cũng vào xe giả vờ ngủ để mai phục. Một lát sau, tên thủ lĩnh đám cướp đã một mình đi đến chỗ Alita. Tuy rất sợ hãi nhưng Alita vẫn hỏi tên béo tại sao lại đến đây. Hắn ta nói mình bị cướp và muốn xin Alita một ít thức ăn. Thấy chỉ có Alita ở đây nên tên cướp đã mạnh dạn tiến đến. Khi hắn vừa tiếp cận thì Alita đã rút súng ra bắn. Nghe tiếng súng Thomas liền lao ra bắn vỡ mồm tên béo. Đám cướp thấy đại ca của mình đã lên bàn thờ nên liền kéo bầy ra cắn hội đồng để trả thù. Khi chúng chạy sát đến chỗ Thomas thì nhóm của James đã kịp thời xuất hiện. Biết đây là cái bẫy nên đám cướp lập tức phi ngựa bỏ chạy. Tuy nhiên đoàn xe do Mai chỉ huy cũng đã mai phục đám cướp ở trước. Lúc đám cướp chạy đến gần thì Mai đã nổ súng tiễn một tên lên bàn thờ. Nhóm của James cũng đuổi theo ngay sau đít và nổ súng liên thanh. Lần lượt từng tên cướp đã phải lên bàn thờ vì tội ác của mình. Nhưng một tên trong số đó đã chạy thoát. Đúng lúc này Ennis xuất hiện ở hướng ngược lại trận đường tên cướp. Mãi khi chạy đến gần nhau thì hai người mới bắn trúng đích. Nhóm của James cũng xuất hiện ngay sau đó nhưng Ennis đã ra đi mãi mãi. Elsa cũng nhanh chóng có mặt. Người đẹp chỉ biết lặng thinh nhìn người chồng đã lạnh căm của mình. Lần đầu tiên biết yêu cũng là lần đầu tiên Elsa cảm nhận được nỗi đau lớn nhất thế gian. Mãi lát sau, Elsa dồn toàn bộ nỗi đau của mình vào viên đạn và bắn trọn nó vào người tên cướp đang bị thương. Sau đó người đẹp ôm chồng sắp cưới của mình một lần cuối. Suốt cuộc hành trình về sau, Elsa luôn luôn nghĩ về tình yêu đầu đời của mình. Một tháng sau, đoàn người di cư đã đi đến lãnh thổ của người Comanche. Hai anh chàng da đỏ lập tức có mặt để kiểm tra. Thấy thế James cùng Bran đã đến mời họ ăn trưa. Anh da đỏ thấy Elsa quá xinh đẹp đã dùng tiếng đời ươi làm quen. Nghe vậy Elsa hỏi anh ta đang nói cái quần què gì thế.
Thì ra anh da đỏ khen con ngựa của Elsa rất đẹp. Elsa lừa một cái rồi nói con ngựa tên Tia Chớp chứ không phải tên rất đẹp. Đến đây anh da đỏ vẫn chảy cối hỏi tại sao con ngựa tên là Tia Chớp. Giờ phút này Elsa cũng đã cạn lời, thì nó chạy nhanh nên đặt tên là Tia Chớp chứ sao ông nội. Anh da đỏ không tin vào điều này nên đã rủ Elsa chạy đua. Rất nhanh một cuộc đua đã diễn ra, khi quay ra hiệu thì cả hai liền phóng xe bật mạng. Vì thấy ngựa của anh da đỏ quá chậm nên Elsa đã chấp anh ta thêm hai tay. Một lát sau cuộc đua kết thúc với chiến thắng áp đảo dành cho Elsa, anh da đỏ tuy thua nhưng lại cười tươi như hoa đến khen Elsa mới chính là Tia Chớp tóc vàng. Elsa thấy anh da đỏ rất vui tính nên đã hỏi tên anh ta. Da đỏ nói tên mình là Sam, đó là cái tên anh đã cướp từ kẻ giết vợ mình, đương nhiên là anh da đỏ đã giết hắn. Nghe vậy Elsa cũng buồn bã nói mình cũng đã giết kẻ hại chồng mình, nhưng cô không biết lấy tên hắn ta. Nghe vậy Sam liền an ủi Elsa, bởi vì nếu cướp tên thì Elsa phải sống trong nỗi thù hận suốt quãng đời. Elsa thấy Sam cũng không đến nỗi nào nên đã cắt tóc của mình tặng cho Sam. Thấy thế Sam cũng tặng cho cô nàng xinh đẹp con dao gia truyền của mình để làm quà gặp mặt. Tối hôm đó Sam đã trở về làng vì sắp có một cơn bão đến. Sam khuyên Bờ Gian cũng phải đưa mọi người đi sớm, vì đám cướp thường ẩn nấp sau cơn bão để hành sự, nhưng Bờ Gian còn cả đoàn người di cư nên không thể đi được. Đến sáng sớm, Bờ Gian đã nhìn thấy cơn bão từ phía xa nên yêu cầu tất cả mọi người phải lên đường gấp. Elsa nghe vậy cũng đã tỉnh dậy, bất ngờ là cô lại thấy một con ngựa dễ thương được cột lại từ tóc của mình. Điều này làm cho người đẹp cảm thấy rất ấm áp, rất nhanh đoàn xe đã khởi hành. Nhưng chỉ đi được một đoạn thì cơn bão đã áp sát, thế là đội lùa bò đành phải thả đàn bò đi tự tìm nơi ẩn nấp và đi bắt chúng sau đó. Còn đoàn người di cư phải dừng lại để núp dưới xe ngựa, họ cũng phải tháo dây cương cho ngựa để chúng lăn xuống đất. Không ngờ cơn bão khi tiến gần đến chỗ đoàn người di cư lại tạo ra lốc xoáy. Đến đây tất cả mọi người phải tháo dây cho ngựa để chúng tự tìm chỗ ẩn nấp, còn họ chỉ biết nằm xuống đất chống cố thủ, vì chiếc xe ngựa là vô dụng với cơn lốc xoáy. Bên này ba người Elsa, quay cùng Kha Zit thấy cơn lốc xoáy tiếp cận quá nhanh đã không phản ứng kịp. May mắn Sam đã xuất hiện yêu cầu cả ba chạy theo mình. Khi đến một con dốc Sam yêu cầu mọi người thả hết dây cho ngựa rồi chạy đến triển dốc ẩn nấp. Cơn lốc xoáy cũng tức tốc lao đến và cuốn bay tất cả xe ngựa. Còn mọi người chỉ có thể nằm cạnh nhau đợi cơn bão qua đi. James thì cố hết sức ôm chặt vợ và con trai. Sam cũng làm điều tương tự với Elsa. Một lát sau cơn bão đã đi qua, may mắn là không có ai thiệt mạng cả. Tuy nhiên tất cả xe ngựa đã hỏng và vật dụng đã bị cơn bão cuốn đi tứ tán. Nhiều người bắt đầu tuyệt vọng vì hầu như đã mất đi tất cả, trong đó có Nami. Nhưng Thomas vẫn hết sức động viên cô, anh vẫn còn tiền trong người nên hứa sẽ xây dựng cho Nami một ngôi nhà mới. Bên này Elsa cũng bắt đầu cảm nắng với Sam, vì rõ ràng anh ta đã quay lại một mình để che chở cho cô. Sau đó Sam đã dẫn Elsa đi tìm lại ngựa. Khi đã có đủ ngựa thì Sam đã rời đi. Trước khi đi Sam gửi lời mời Elsa đến làng mình chơi. Lúc này Bờ Gian thấy một chiếc xe ngựa từ xa quay lại. Đó chính là xe của người đầu bếp. Thì ra anh ta đã rời đi vào buổi tối khi biết cơn bão sắp đến. Người đầu bếp nói với Sam rằng có 6 tên trộm gia súc đang vây đàn bò của họ một dặm phía trước. Thế là Bờ Gian liền trở về gọi James cùng Thomas đi giành lại đàn bò. Bất ngờ là Elsa cũng xin đi theo James vì sợ ba đánh sáu không chuột cũng què. Tất nhiên là James đã từ chối vì một mình anh có thể cân được 6 tên. Nhưng Elsa nhất quyết phải đi theo khiến James cũng bó tay. Ông bắt Elsa hứa phải chạy ngay khi có đấu súng. Một lát sau, bốn người James cũng đã tìm ra đàn bò. Điều bất ngờ là ở đây có đến 13 tên cướp chứ không phải là 6. Đám cướp khi thấy bốn người James đã lập tức nổ súng tấn công vì sợ James sẽ quay lại với nhiều người hơn. James lập tức yêu cầu Elsa chạy đi, còn anh, Bờ Gian, Thomas sẽ tìm chỗ khuất khô máu với đám cướp. Cả ba nhanh chóng rút súng ra giữ vững đội hình tác chiến. Đám cướp cũng nhanh chóng chạy đến và Bờ Gian đã bắn hạ một tên. James tiễn tên tiếp theo lên bàn thờ, Thomas cũng lập được chiến công đầu. Tiếp đó ba cao bồi liên tiếp xả đạn vào đám không làm mà đòi có ăn. Tuy nhiên ba tên trong số chúng đã vượt qua chốt chặn của James và đuổi theo Elsa, vì thấy Elsa là con gái nên chúng muốn bắt sống cô để giở trò đồi bại. Nhưng khi ba tên cướp đuổi gần đến Elsa thì Sam đã xuất hiện và phóng rìu tiễn một tên xuống mồ. Tên tiếp theo ngã ngựa thì bị Sam cho ăn rìu vào đầu. Người bạn của Sam đã bắn hạ nốt tên còn lại. Xong việc Sam liền chạy đến chỗ James để yểm trợ. Lúc này nhóm của James đã hạ được thêm 2 tên nữa. Nhưng 5 tên còn lại cũng đã bắn cho James cùng Thomas trúng đạn. Rất nhanh nhóm của Sam cũng đã xuất hiện và úp sọt đám cướp thành công. 5 tên cướp bị đánh bất ngờ đã phải đi gặp ông bà để học lại cách làm người. Bờ Gian đến kiểm tra vết thương cho James. May mắn viên đạn đã trúng vào đai đạn của James nên chỉ lõm vào da một ít, còn Thomas thì bị đạn sượt qua nên không có gì đáng ngại. Tiếp đó nhóm của Sam trở về giúp đoàn người di cư bắt lại ngựa. Sau đó là đưa họ về làng của mình để chuẩn bị đồ tiếp tế cho hành trình tiếp theo. Như thế mà đoàn người di cư đã sửa được 6 chiếc xe ngựa, nhưng điều này cũng có nghĩa là nhiều người sẽ phải đi bộ, bởi vì 6 chiếc xe ngựa chỉ đủ chở thêm người già cùng trẻ em. Tuy nhiên mọi người có thể học cách cưỡi ngựa, bởi vì số lượng ngựa hiện tại đang dư rất nhiều, cho nên trước mắt họ phải học làm quen. Trong khoảng thời gian đó, Sam rất thường xuyên ở bên cạnh Elsa,
Cứ thế hai người đã yêu nhau từ lúc nào không hay biết, cuối cùng cả hai đã kết hôn theo nghi thức cầm màn tre. Điều này khiến James cùng May rất buồn, vì nếu kết hôn với người da đỏ thì Elsa sẽ phải ở lại đây với anh ta, nhưng may mắn Sam đã đồng ý đến nơi mới cùng Elsa, nó chỉ cách bộ lạc của Sam 6 ngày đi đường nên anh sẽ đến đó vào tháng sau, bởi vì Sam cần phải làm nghi thức trong bộ lạc. Vài ngày sau, đoàn người di cư tiếp tục lên đường, Elsa tiếp tục rơi nước mắt khi phải xa anh chồng mới, tuy nhiên cô phải bước tiếp theo gia đình mình. Đi được vài ngày đường thì con ngựa của Alita bị rắn chuông cắn khiến cô ngã ngựa, Joseph thấy thế liền nhảy xuống kiểm tra đã bị con rắn đớp trúng chân. Mọi người xung quanh lập tức giết chết con rắn rồi hút bất nọc cho Joseph. Chưa dừng lại ở đó, James, Thomas cùng bờ gian đi trước đã thấy lều của những người da đỏ bị đốt cháy, tất cả phụ nữ cùng trẻ em đều bị giết chết, rất có thể đám trộm đã làm điều này khi những người đàn ông đi vắng. Điều này vô tình biến đoàn di cư của họ thành mục tiêu của những người da đỏ vì họ đã đi qua đây, thế nên James thông báo cho đoàn xe phải ở lại đây và quay phụ trách giải thích cho những người da đỏ khi họ trở về. Bởi vì xe ngựa cho dù có chạy nhanh đến đâu cũng không bao giờ thoát được sự truy đuổi, còn James cùng các cao bồi sẽ đi truy tìm đám trộm để bàn giao cho họ. Chưa kể nếu không làm việc này thì toàn nước Mỹ sẽ nghĩ đoàn người di cư đã giết những người da đỏ. Không ngờ khi nhóm của James vừa rời đi, tên đầu bếp cũng lập tức bỏ chạy vì lo lắng không còn tay súng nào bảo vệ đoàn cả. Thấy thế đoàn người di cư cũng đi theo tên đầu bếp chạy đến pháo đài người da trắng gần đó. Điều này vô tình đặt tất cả vào sự nguy hiểm vì nếu những người đàn ông trở về họ sẽ săn lùng đoàn xe đầu tiên, nhưng tất cả đã rời đi. May cũng chỉ biết đưa Sven cùng Elsa theo vì ở đây một mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Một lát sau, ba người James đã lần theo dấu vết đến chỗ bọn trộm. Bọn chúng đứng ở một khu đất trống nên không có cách nào tiếp cận cả. Thấy ba người da trắng xuất hiện nên đám trộm cũng cử ra ba người đến nói chuyện. Bọn chúng nói mình là đại biểu của hiệp hội chăn nuôi cùng mình và hỏi ba người James đi đâu. Nhưng cung binh chỉ là một hạt nhỏ nên James đã chấp vấn ai phong chức này cho bọn chúng. Nghe vậy tên trộm nói rằng chúng tự thành lập hiệp hội để bảo vệ gia súc khỏi lũ cướp. Đến đây vừa gian chất vấn có phải những người phụ nữ da đỏ đã trộm gia súc. Tên trộm ung dung đáp rằng những người đàn ông da đỏ đã làm việc đó, sở dĩ bọn chúng giết đám phụ nữ là để dụ chồng của bọn họ ra mặt. Tên trộm gọi người da đỏ là sâu bọ và tuyên bố sẽ giết hết nếu họ xuất hiện. Nghe vậy Thomas liền nổ súng bắn chết hắn ta ngay và luôn. James cùng bờ gian tiễn hai tên tiếp theo lên bàn thờ. Năm tên còn lại thấy thế liền lao đến báo thù cho đồng đội, nhưng đám trộm chỉ biết hãm hại phụ nữ, không bao giờ có cửa so với những cao bồi đích thực. Rất nhanh team của James đã tiễn bốn tên lên bàn thờ, tên còn lại bị ngã ngựa đã không còn sức chống trả. Thomas đọc tội danh cướp của, sát hại phụ nữ của hắn rồi ra tay tiễn hắn ta xuống địa ngục. Đúng lúc này những người đàn ông da đỏ đã trở về nhà và chứng kiến sự thật tàn khốc trước mắt. Thế là họ liền truy dấu theo vết bánh xe để trả thù vì những đoàn người di cư đã làm việc đó. Một lát sau đám người da đỏ đã đuổi kịp đoàn xe và tấn công tên ngu dốt đầu tiên. Đám da đỏ quá đông nên nhanh chóng bắn tên đầu bếp không chừa phát nào. Một tên trong số đó đã nhìn thấy Elsa đang tuần tra và đuổi theo cô. Thấy những người đàn ông da đỏ đuổi đến, May liền chỉ huy đoàn xe ghép lại thành hình tròn để chiến đấu. Không ngờ ba chiếc xe ngựa đã bỏ chạy để nhóm của May ở lại làm bia đỡ đạn. Đám da đỏ đang đuổi sát đít Elsa. May tuy rất hoảng hốt nhưng cũng ra lệnh ngừng tấn công cho đến khi đám da đỏ lại gần. Bất ngờ là Elsa lại rẽ sang hướng khác và thu hút 8 tên da đỏ đuổi theo. Cô tức tốc chạy theo hướng ba chiếc xe ngựa đang bỏ trốn. May thấy Elsa chạy đi đã hết sức tuyệt vọng. Bà liên tiếp bắn vào đám da đỏ đuổi Elsa nhưng chỉ hạ được một tên. Còn đám da đỏ tiếp cận đoàn xe thì bị mọi người chống trả quyết liệt. Rất nhanh hai bên đã có người nằm xuống. Còn Elsa sau một hồi bỏ chạy đã bị người đàn ông da đỏ đuổi kịp và đánh ngất đi. Bên này James, Thomas cùng bờ gian đã chạy đến điểm hẹn nhưng không thấy ai cả. Thông qua dấu vết tại hiện trường họ biết những người da đỏ đã chạy theo hướng đoàn xe nên lập tức đuổi theo. Một lát sau Elsa cũng đã tỉnh dậy, đám người da đỏ đang bận chém giết ba chiếc xe ngựa còn lại nên chưa đả động đến cô. Elsa liền chạy đến sát một người trong đoàn để lấy súng thì bị một tên da đỏ bắn chặn. Hắn nói tiếng Anh rằng Elsa nên đứng yên, sau đó hắn sẽ bắn cô, còn nếu chống cự sẽ chết. Đến đây Elsa hỏi tại sao hắn biết nói tiếng Anh mà lại làm những điều này. Tên da đỏ trả lời hắn chỉ trả thù cho gia đình của mình mà thôi. Biết không thể giải thích được nên Elsa đã ra tay tiễn tên da đỏ lên bàn thờ. Không may cô đã trúng tên giữa bụng. Điều này càng khiến Elsa trở nên điên cuồng mà lao đến bắn hạ một tên nữa. Lúc này 5 tên da đỏ còn lại đã giết sạch những người khác trên 3 chiếc xe ngựa. Chúng liền áp sát định ra tay với Elsa. Giờ đây Elsa đã hết đạn nên nói câu em yêu anh Sam tiếng Comanche mà chồng cô đã dạy rồi đợi chờ cái chết. Tên thủ lĩnh biết chồng Elsa là người Comanche nên đã làm nghi thức bàn phước cho cô. Elsa cũng nói với hắn rằng người của cô không giết vợ con hắn, mà ngược lại chính bố cô đã đi săn lùng những kẻ làm việc đó. Biết mình vừa chơi ngu nên tên thủ lĩnh liền kéo người của mình rời đi. Sau khi những người da đỏ rời đi, May liền chạy đến chỗ cô con gái. Thấy Elsa bị thương nên bà đã đưa cô về chỗ Nami chữa trị. Vì từng là quân y trong chiến tranh nên Nami nhanh chóng rút mũi tên ra và băng bó vết thương cho Elsa. Một lát sau, team da đỏ trên đường trở về đã bắt gặp nhóm của James.
biết gia đình của mình rất có thể đang gặp nguy hiểm nên James không ngần ngại phi ngựa đến chỗ tìm da đỏ. Khi thủ lĩnh khi thấy James đã hỏi có phải con gái anh tóc vàng, James lo lắng nói đúng và nói anh đã giết hết những kẻ trộm. Sau đó James hỏi về gia đình mình, thấy tên thủ lĩnh ấp úng nên anh đã chĩa súng vào đầu hắn. Tên da đỏ biết mình vừa chơi ngu nên đã yêu cầu tất cả bỏ súng xuống. Hắn ta nói đây chỉ là sự hiểu lầm và cho James biết con gái anh đã bị trúng tên. Có bác sĩ phẫu thuật ở pháo đài nên tên thủ lĩnh muốn James đưa con gái đến đó và cầu nguyện. Giây phút này James không còn suy nghĩ được gì nữa mà lập tức chạy về nhà. Đêm hôm đó James đã tức tốc lái xe ngựa đưa Elsa đến pháo đài để chữa trị. Đến sáng sớm James cùng gia đình đã đến nơi. James liền đưa Elsa đến chỗ bác sĩ để chữa trị. Khi bác sĩ kiểm tra vết thương của Elsa đã phải bó tay bởi vì vết thương bằng mũi tên có độc và đã đâm qua gan, cho nên ông ta khuyên James nên đưa Elsa về và ở bên cạnh cô. Giờ đây sự tuyệt vọng đã phủ kín tâm hồn người bố. Sau đó James cùng vợ quyết định đưa Elsa đến phía đông Gorming, đây là nơi cả gia đình sẽ định cư và khai hoang. Thế là hai vợ chồng tức tốc di chuyển đến đó để Elsa có thể thấy nơi ở mới của cả gia đình. Tối hôm đó, Joseph đã lên cơn sốt nặng do bị rắn cắn trước đó. Thomas quyết định cưa đi nửa cái chân để giữ mạng lại cho Joseph. Sáng hôm sau, James đã đưa gia đình đến nơi định cư. Lúc này Elsa đã tỉnh lại, cô biết mình sắp chết nên muốn bố đưa mình vào rừng đi dạo lần cuối. May biết đây là lần cuối mình gặp con gái nên đã không kìm nổi nước mắt. Nhưng cô vẫn gán gượng cười để Elsa được vui vẻ. Sau đó James đã đưa Elsa đi dạo khắp khu rừng. Rất lâu sau Elsa đã thấm mệt và muốn nghỉ lại tại gốc cây lớn nhất. Thế là hai bố con bắt đầu trò chuyện dưới tán cây rồi. Cả hai kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui nhất của mình. Nói chuyện đến hết ngày thì Elsa cũng ra đi về nơi vĩnh hằng. Giờ đây chỉ còn lại James với nỗi đau xé rách tim gan. Còn Joseph cũng đã tìm được nơi định cư mới cho mình tại Gong Minh. Thomas sau đó cũng đã đưa Nami cùng hai con trai đến Oregon. Cả hai đã tìm được khu đất hoang cạnh bờ sông cho mái ấm của mình. Đến đây là hết phần 1 rồi. Các bạn có thể xem tương lai em trai của Elsa là Sir Ben bá đạo như thế nào trong bộ phim Gia đình Dutton 1923 hoặc bộ Đá vàng Yellow Stone nhé. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye!